trò này không? Trò gì? Em á, là em thách anh dám chửi nhau với em mà không dùng từ bậy đấy. Chơi thì chơi, tao sợ mày chắc. À, chơi à? Thế thì nghe đây này. Ngày hôm trước ấy, em định rủ anh đi ăn thịt chó, nhưng chợt nhớ ra là anh không ăn thịt đồng loại nên thôi. Sao hợp mẫu thân cái thằng chiều cao hạn chế này? Mày có tin là anh cho răng của mày đi du lịch một chuyến dài hạn không hả em? Chiều cao hạn chế thì sao? Chiều cao hạn chế, nhưng mỗi lần anh nói chuyện với em là phải cúi đầu chứ có bao giờ dám ngẩng cao, đúng không hả? Đồ dương vật bị hạn chế à. Cái đồ con bướm khuyết tật này chứ. Em nói chuyện nghe cứ như gọi là sản phẩm của hệ bài tiết chứ nhở? Thôi, chúng mày muốn chửi nhau có văn hóa ấy thì đi ra chỗ khác nhá, để ý cho tao bán hàng, biết chưa? Tôm ơi. Dạ. Anh vừa có một câu đố này rất là hay, anh muốn đố mày luôn. Chơi không? Dạ. Hai tay bưng lấy khư khư, bụng thì bảo dạ rằng ư đút vào, đút vào nó sướng làm sao, dập lên dập xuống nó trào nước ra. Đố biết là làm cái gì đấy? Đợi đợi em tí nhá. Ok. Chị Trang. Hả? Em có câu đố này nhá. Hai tay bưng lấy khư khư, bụng thì bảo dạ rằng ư đút vào, đút vào nó xuống làm sao, nhấp lên nhấp xuống nó trào nước ra. Cái thằng mất dạy này, ai cho mày ăn nói bố láo thế hả? Cút. Sao thế? Dạ. Thì biết đã bán chưa? Bán là... Được, anh nó mất dạy, ai cho mày nói bố láo thế hả? Sao mày tắt anh? Cái đầu óc của mày chỉ được cái nghĩa bậy là tài thôi. Đáp án người ta ghi là ăn mía thế này. Ôi mày tát anh đau quá. Ai? Ai làm cái việc đấy? Hả? Anh đúng không? Ơ kìa, dở người à? Nhìn thế này mà gọi là anh hả? Đây á, không ăn thịt mông nhá, vừa phải thôi. Thế thì là anh rồi. Hả? Này, chị em với nhau ấy, ai làm cái trò đấy? À, thế thì không có cô em thôi. Không phải, nhưng mà em cái kiểu ngập ngừng như này thì chắc chắn rồi. Nhưng em mà chị là chị thích cái kiểu chủ động thế. Ủa? Này, thế nhưng mà anh... hả? Giống nhau à? Này, cho em xin số điện thoại nhá. Vừa vỗ mông được cái mà bây giờ lại còn bị tím mông thì chết à. Này, chị em với nhau mà lại... Ôi.